这是一个稍纵即逝的机会，chỉ là một cơ hội buông ra là mất. Tống Hồng Lăng biết điều Dương Cảnh Tu lo là có lý. Nếu Oshima nhận ra mình và tố cáo với Trịnh Tường, thì hậu quả đó cô sẽ không thể nào gánh được, không thể do dự nữa. Có nên nhân lúc đứng riêng với Oshima để giết hắn, diệt trừ hậu hoạn. Bác sĩ Tống, bác sĩ Osma, cô tìm tôi à? Tôi đến để hỏi về tình hình thuốc thang. Vẫn cần thêm penicillin mà. Chuyện này có hơi khó. Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn. Bác sĩ Osma, có phải là trước kia chúng ta từng gặp nhau không? Thế à? Tôi không nhận ra được nữa. Nhưng mà một bác sĩ nữ xinh đẹp như cô chắc nó sẽ rất khó quên. Một người bình thường như tôi, chắc là cô nhận nhầm người rồi. Trước kia tôi từng làm ở Thượng Hải. Vậy sao? Nhưng tôi là một quân y, thường ngày không vào bệnh viện. Vậy có thể là tôi nhận nhầm thật rồi. Chắc chắn cô nhận nhầm người rồi. Ngày mai còn phải phẫu thuật. Bác sĩ Oshima phải nghỉ ngơi nhiều. Cảm ơn. Để tôi đi xem những thương viên khác. Trực giác của Tống Hồng Lăng nói cho cô biết thực chất Oshima đã nhận ra mình, nhưng ông ta sẽ không nói với Trình Tường. Cô quyết định cũng sẽ không đâm thủng tấm màn này nữa. Việc này trái với truyền thống của quân thống, cũng có hơi mạo hiểm, nhưng để bớt giết một người, làm vậy cũng là xứng đáng. Anh đến sao cũng không nói một câu? Anh biết em vất vả, anh ăn ở nhà rồi nên mang cho em một ít canh để bồi bổ sức khỏe. Bố vẫn chưa nguôi giận à? Canh này là ông ấy bảo anh mang đến đấy. Ông ấy còn không cho anh nói đây là tâm ý của ông ấy. Em nói xem, không thương thay cho tấm lòng cha mẹ sao? Đợi mấy ngày này em bận xong sẽ ở nhà thêm mấy ngày để hầu hạ lão gia. Ông ấy sẽ nguôi giận thôi. Có tin gì của Kim chưa? Anh đến là để báo cáo với em về chuyện này. Anh đang nghe ngóng cục công an chuyển một phạm nhân quan trọng đến nhà giam thành phố. Nghe nói là quan cao của Ngụy Mãn, anh nghi là Kim Vũ Hiên. Mau nghĩ cách bắt hắn ra đi. Có khó khăn, nhưng nhất định sẽ có cách. Anh tập trung mọi người mở cuộc họp, thương lượng chút. Còn nữa, bây giờ trong thành ai nấy cũng lo sợ. Anh muốn nhân cơ hội này đã kích sĩ khí của Trung Cộng. Đã kích thế nào? Vẫn chưa nghĩ ra. Cẩn thận chút nhé. Đừng từ bé xé ra to, không đâu. Em định khi nào thì ra tay? Anh nói Oshima, hắn không nhớ em nữa rồi. Làm sao em biết? Hôm qua em đã thử rồi. Nếu em thấy không tiện thì để anh xử lý. Không cần đâu. Em đã nói chuyện này em sẽ tự ra tay. Anh lại phát hiện tiêu ngữ trên một bức tường ở đâu? Đường Tiểu Tứ, mau dẫn mấy anh em chuẩn bị dụng cụ để xóa. Dân, mấy người đi theo cậu ta, rõ, đi. Đừng cho chúng bỏ chạy, đuổi theo. Dương Cảnh Tu đã không nói thật với Tống Hồng Lăng.
Vào lúc anh ta kiến nghị cô đã kết sĩ khí của đảng Cộng sản, hành động anh ta an bài thực chất đã được bắt đầu. Dưới sự xúi dục của tổ chức Tổ Tân Giang quân thống, các thế lực đối đầu với cấp Nhĩ Tân, nhưng lúc cơ quan đảng Cộng sản rút khỏi cấp Nhĩ Tân trên diện rộng, trong thành trống rỗng đã ra sức gây ra các sự kiện bạo loạn đạt đến 115 vụ, điên cuồng tiến hành tuyên truyền phản cộng để phối hợp với thế tấn công của quân đội quốc dân đảng trên chiến trường. Các chiến sĩ công an ở lại cấp Nhĩ Tân đã dùng hành động kiên quyết dũng cảm chống lại hoạt động phá hoại của thế lực đối đầu. Trong khoảng thời gian đó, bắn chết 26 phần tử phản cộng, bắt giữ 67 người, đã kích khí thế của quân địch. Anh Hỷ Tử, ngoài Tây Thành phát sinh nổ súng, cần chúng ta đến đó đi chi viện. Không thấy bên này cũng đang bận, bảo họ cố trụ nhanh lên. Dân soát xem có còn đồng bọn không? Rõ. Đặc vụ quốc dân đảng không cam tâm thất bại, để cho đảng Cộng sản một đòn nặng hơn. Họ đã nhắm mục tiêu vào cán bộ cao cấp đảng Cộng sản vẫn đang trấn thủ trong thành. Chuyện này chỉ có ngục trưởng Cáp Nhĩ Tân và một bộ phận người cậu liên hợp chỉ huy được biết. Phạm vi càng nhỏ càng tốt. Nghiêm trọng thế à? Chiến sự căng thẳng, có lẽ ngày mai là có thể đánh bại đào lại chiêu, cho nên chuyển di khuết đại. Phải chuyển cả phạm nhân à? Đúng vậy, phải chuyển di phạm nhân quan trọng. Một là không cho chúng có cơ hội được giải cứu, đề phòng chúng có hành vi khôi phục. Hai là một số tình báo quan trọng cần tra hỏi sâu hơn. Chuyển đến đâu? Tạm thời sẽ là Tuy Hóa, Giai Mộc Tư. Đây là danh sách chuyển đi. Anh uống chút nước đi. Tôi đi ngay đây. Đi chuẩn bị chút đi, nhanh lên. Được. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng, tính nguy hiểm cao, phải hết sức cẩn thận. Anh yên tâm, tôi biết rồi. Được. Vậy cậu đừng tiễn nữa, được rồi. Anh đi trước nha, bảo trọng nha. Ừ. Tôi phải nói các cậu sao đây hả? Cục công an phải là nơi an toàn nhất của cấp Nhĩ Tân. Bây giờ thì sao? Giữa ban ngày ban mặt, ngay ở ngoài cửa đã giết chết một lãnh đạo thành phố. Nhục. Không chỉ các người nhục mà tôi nhục nữa. Là trách nhiệm của tôi. Tôi đã không bố trí công tác bảo an từ đầu. Bây giờ thì mới nhận sai. Để làm cái mẹ gì? Người đã chết rồi, đến cả mình còn không bảo vệ được mình, làm sao mà bảo vệ được người dân? Cục trưởng phê bình rất đúng. Nhưng bây giờ chúng ta quả thật là không đủ nhân lực. Cậu câm miệng lại đi. Không đủ nhân lực, không khó khăn thì cần các cậu để làm gì? Cục trưởng, danh sách những kẻ tình nghi đây. Bây giờ các cậu nghe kỹ cho tôi. Bắt tất cả những người có tên trong danh sách này lại, và cả mấy người có liên quan đến những người này nữa. Kiểm tra nghiêm ngặt, không được có sai sót. Rõ. Số báo đặc biệt ở trước cục công an xảy ra án súng cán bộ nòng cốt của đảng Cộng sản hy sinh. Tại hiện trường, số báo đặc biệt ở trước cục công an xảy ra án cán bộ nòng cốt đảng Cộng sản hy sinh tại hiện trường. Số báo đặc biệt.
Chú mua báo đi. Báo đây, báo đây. Ngọc Hàm, xem không xuống ăn cơm. Em không đói. Sao vậy? Thấy khó chịu sao? Sao thế này? Giặc cướp, kẻ xấu, kẻ giết người. Em nói gì vậy? Thầy Hồ bị đặc vụ của Đảng Quốc Dân ám sát rồi. Thầy Hồ nào vậy? Chính là thầy Hồ hướng dẫn em viết bài đó. Là bộ trưởng Hồ của Ủy ban thành phố Đảng Cộng sản sao? Chuyện xảy ra lúc nào? Chiều nay. Sao em biết là do đặc vụ của Đảng Quốc Dân làm? Ở trước cục công an, một phát súng bắn chết là đạn bắn lén từ khẩu súng trường, chắc chắn đó là đặc vụ. Đáng tiếc là đã để mấy tên đặc vụ đó chạy thoát. Lúc đó anh Trình cũng có ở đó. Hắn không giết Trình Tường. Không, anh Trình vẫn ổn. Thầy Hồ là người tốt, vừa giảng bài cho sinh viên, vừa giúp những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy cảnh thầy ấy tức giận với sinh viên cả. Mấy đặc vụ đó sao có thể đối xử với một người tốt như thế, ra tay độc ác.